nên là chỗ shopping center River City. Tom Tom's Cafe. Này nhà thuốc tây của Thái Lan. À, hay ha. Có đồ của Pháp, đồ của Mỹ. Hay nhỉ. Sorry. Âu Châu. Unilever. Souvenir quà đi bà đi ô bài hả ok đây còn nhiều Âu Châu hay Mỹ. Có gái Hồ Mông, có Thái, Campuchia, hay ha. River City, à, có trên lầu.